Hello anh, chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng đang ở vườn của anh Xuân ở Càng Long, Tà Vinh. Thì vườn này anh trồng là 110 cây là sầu riêng ri 6. Thì hiện bây giờ mình đang đứng ở trên cái vườn của anh đây. Đó là vườn này là anh trồng cũng đã được gần 2 tháng rồi. Đó thì hồi trước mình cũng có quay cho bà con xem những cái video trước đó. Thì cái vườn này thì đang là đất nó đang bị nhiễm phèn rất là nặng. À, một phần là lý do là đất phèn, cái thứ hai nữa là khi mà cái mô hình mình lên đất á, lên mô á, là cái công thợ người ta không chưa biết cách làm mô và làm cái clip tại vì vùng này thì chưa có người nào trồng cây ăn trái, chỉ ở đây người ta chỉ trồng dừa thôi, còn riêng về cây sầu riêng thì nông dân bà con chúng ta cũng chưa có biết cách lên, nên cái mô chúng ta là nó bị nhiễm phèn rất là nhiều. Đó, thì qua cái giai đoạn mà xử lý phèn cũng như là phục hồi rẫy thì hiện giờ bà con cũng đang thấy là cái cây chúng ta nó đang phát triển là rất là tốt. Còn hồi trước á, thì khi mà trồng xuống cây chúng ta đang nhiễm phèn rất nặng, khi trồng xuống là cái cây chúng ta nó bị quéo. Cái thứ hai nữa là ở đây rất là gió. Đó thì bây giờ là cũng qua hướng dẫn cho anh làm cái mô hình đó là che lưới để chặn cái hướng gió lại, thì hiện giờ cái cây chúng ta cũng đang phát triển rất là tốt. Hồi trước thứ nhất là cây chúng ta nó đang vừa bị phèn, cái thứ hai đó là cái lá non chúng ta ra rồi bắt đầu bị gió nó vũ rồi nó làm cho dập hư úng cái lá rồi lá rụng hết. Thì hiện giờ bà con thấy đó, là mình đã cho là anh che lưới lan hết rồi đó, thì bây giờ là hạn chế được gió nè rồi phèn đó, thì bây giờ nó cũng đã hạn chế được rồi, thì cây bây giờ chúng ta nó đang phát triển rất là tốt. Cái thứ hai nữa là mình cũng cho ảnh là trồng cái cỏ trai để làm cho tơi xốp đất hạ phèn đó. Thì bây giờ bà con thấy thì sau khi mà mình tới để mình khắc phục cho ảnh á, thì cái bước đầu tiên là cho ảnh tưới là thần sấm tiêu diệt tiến trùng mùi quý nấm ở trong đất. Kế tiếp là cho ảnh là sử dụng cái bộ siêu phục hồi, rồi mấy cái anh siêu phục hồi 5 lít cộng với hai gói Tico và hai gói humic đó, là mình pha được là 2.000 lít nước mình tưới. Thì mình cho ánh tưới như vậy là cái mô này tại vì phèn quá nhiều đó, thì mình sẽ cho ánh tưới là một toàn bộ mô luôn là 20 lít nước đó. Thì bà con thấy là cái cây chúng ta nó đang phát triển rất là tốt. Còn bên trên thì kết hợp với là cho ánh xịt là siêu amino cộng với vọt đọt sầu riêng đó, thì cộng với mảnh tướng diệt nhờ anh diệt sâu rầy, thì bây giờ là bộ đọt chúng ta nó ra cũng khá là tốt rồi đó. Và thêm một phần nữa là ở đây là bà con thấy là cái tiếng chim chia sẻ không, chim không phải là cái con chim này là con chim sóc vít, nó bay rất là nhiều đó. Khi mà đọt non của chúng ta nó ra là bắt đầu nó bay, nó đậu lên nó cành nhánh này, nó cũng gãy một số nhánh. Đây, cây nó đang phát triển khá là tốt. Đây đó, khi mà bà con chúng ta mà chuẩn bị tiến hành nó mà lên mô trồng cây sầu riêng hay trồng bất cứ một loại cây giống nào đó, thì bà con lưu ý nên giữ toàn bộ cái lớp đất mặt đó mình gom vô để mình làm cái mô, còn cái phần đất đáy thì mình kè ở ngoài mình làm cái bờ thành, làm cái clip thì cái cây chúng ta nó mới phát triển được. Thì cái bộ rễ cây chúng ta thì bà con biết thì nó cũng như là em bé rồi đó, cái thời gian mà đầu đời đầu tiên của nó là phải đầy đủ dinh dưỡng và đầy đủ dưỡng chất thì cái cây chúng ta mới phát triển mạnh được. Thì chúng ta trước khi mình ra trồng thì chúng ta nên lưu ý những vấn đề đầu tiên, đó là cái cách thức mà lên mô cuốn clip nó đặc biệt, nó là mình phải là lấy toàn bộ cái tầng đất mặt để mình làm mô nó cho cái cây đầy đủ chất phù sa ở trên đất, thì cái cây chúng ta nó trồng xuống, khi mình trồng xuống thì cái cây chúng ta mới phát triển mạnh được nó. Thì đó là những lưu ý cho bà con, đặc biệt là vấn đề mà hạ phèn đó. Thì khi mà chúng ta đã lên mô lên clip rồi đó, thì chúng ta phải để cho cái mô chúng ta khô hoàn toàn đó. Là lên mô thì chúng ta để khô từ 1 tới 2 tháng, xử lý vôi rồi xử lý vi nóng, xử lý tiến trùng cũng như là tưới thần sấm để tiêu diệt vi khuẩn ở trong đất thì chúng ta mới được trồng đó. Chứ không, chúng ta không nên mà lên mô là chúng ta vừa lên mô xong hoàn thiện cái mương clip xong là chúng ta đặt cây chúng ta trồng, thì cái đó thì cái cây chúng ta sẽ không phát triển được, tại vì cái nền đất chúng ta nó còn ướt quá, mà khi mà trồng xuống cái cây phải cần nước đó. Khi đó mà bà con khi mà mình trồng xuống bắt đầu là cái mô nó còn ướt, trồng xuống chúng ta tưới nước thì nó sẽ giữ ẩm quá cao
nó sẽ làm lạnh cái bộ rễ, thì cái cây chúng ta nó sẽ bị úng thối đó, và chúng ta cây chúng ta suy từ từ không phát triển được. Thì đây là những cái lưu ý bà con nên nhớ, và đặc biệt là khi những cái vùng nào mà gió nhiều quá đó, chúng ta nên đó, che những cái lưới lan như vậy nè để hạn chế được gió đó, che gió chắn gió cho cây chúng ta trong giai đoạn cây con, hạn chế là để cho gió vũ làm hư gãy cái đọt non cũng như là cái bộ lá. Cái bộ lá là cái phần quan trọng nhất, bộ rễ và bộ lá là cái phần quan trọng nhất của cái cây đó. Mà bộ lá mà chúng ta, cây chúng ta mà mất lá, nó sẽ làm mất khả năng quang học, không tập trung được dinh dưỡng và dưỡng chất lên nuôi cây, thì cái cây chúng ta nó sẽ rụng chết từ từ đó. Thì đây là những cái lưu ý để giúp cho bà con chúng ta có được một cái vườn cây tốt, phát triển mạnh, sau này nó có nền kinh tế cao. Cảm ơn, chào bà con.